Nhiều người nói rằng chúng ta nợ gia đình rất nhiều, vì vậy chúng ta không thể ích kỷ sống theo ý muốn bản thân. Nhưng nếu như thế, bạn lại nợ gia đình mình một tấm gương. Tấm gương về một người dám sống cho ước mơ, khát vọng của chính mình. Tấm gương về một cuộc đời ngoại hạng. Tấm gương đồng thời phá vỡ mô thức về cuộc sống ổn định, an toàn, nhàm chán. Bạn không thể giúp được bất kỳ ai cho đến khi bạn giúp được chính mình. Khi bạn đã trở nên mạnh mẽ, sức mạnh của bạn sẽ tác động đến người khác. Cảm hứng từ bạn sẽ lan truyền đến người khác. Thành quả của bạn sẽ ảnh hưởng đến người khác. Thử hình dung một thế giới mà không ai được tự do sống cuộc đời của mình. Chao ôi, thật thống khổ. Có những người nói rằng hãy biết dừng lại khi đủ. Vậy đủ là bao nhiêu? Đối với anh là đủ, nhưng tôi muốn hơn thế nữa. Cuộc sống của tôi phải được định nghĩa bởi chính tôi, không phải bất kỳ ai khác. Bạn nợ bản thân những điều mà bạn biết mình hoàn toàn có thể. Bạn nợ bản thân một lần được nhìn thấy mình bay cao và xa đến mức nào. Bạn nợ bản thân việc trở thành người mà bạn mơ ước. Bạn nợ bản thân việc sở hữu những gì bạn khát khao. Bạn nợ bản thân niềm kiêu hãnh rằng chính mình đã kiến tạo cuộc đời rực rỡ bằng hy sinh, bằng kỷ luật, bằng thực lực. Tuyệt đối không phải may mắn.